Chào mừng bố mẹ đến với kênh YouTube về bỉm sữa của sapsậu.com, nơi mình ghi lại hành trình mình nuôi dạy một bé gái gần 3 tuổi và chuẩn bị mang bầu bé thứ hai. Trong quá trình chăm sóc, nuôi dạy bé, bố mẹ sẽ rất thường xuyên gặp những tình huống ăn vạ của bé kiểu như thế này. Bố mẹ hứa cho con đi chơi, chuẩn bị đi thì trời mưa. Trời không có sấm mà có ánh sét đùng đùng trong mắt nó. Xong rồi nó dậy đành đạch lên khóc chơi nhà chơi cửa ăn vạ. Bé đòi ăn xoài trong khi nhà chỉ có dưa hấu. Đòi mua đồ chơi, kiểu bộ đồ nấu ăn 2 triệu trong cửa hàng đồ chơi chẳng hạn. Bạn chỉ cần ho he từ chối thôi là nó lăn đùng ra giữa cửa hàng luôn. Bé đòi mặc quần áo cộc trong khi ngoài kia là gió mùa đông bắc vù vù. Mưa rơi lất phất. Hoặc là như con nhìn thấy cái ảnh này của vợ chồng mình và chốt một câu: bố bóp cổ mẹ. Vợ chồng mình không nhịn được cười, thế là con dỗi phụng phịu. Hay là hôm nay con đòi ăn táo đỏ từ chiều, mẹ bảo là ăn cơm xong thì ăn táo đỏ, con đồng ý. Đến tối đánh răng tắm rửa xong chuẩn bị đi ngủ rồi, con chợt nhớ ra và nhất định đòi ăn. Hoặc là như hôm qua, bé nhà mình rào trước đón sau: mẹ ơi trời không nắng nhỉ? Ừ trời không nắng con ạ. Mẹ ơi trời không mưa nhỉ? Ừ đúng rồi trời không mưa. Mẹ ơi trời đẹp nhỉ? Ừ trời đẹp. Mẹ ơi đi cầu trượt. Nếu lúc này bố mẹ trả lời là: nhưng mà bên ngoài có con Covid-19, mình không được ra ngoài, bla bla, hoặc là những lý do như là vì mẹ bận, vì thế lọ, vì thế trai, thì đến 96,69% là con sẽ đi lau nhà bằng nước mắt, nước mũi, nước dãi và quần áo. Sau đây mình sẽ chia sẻ với bố mẹ một quy trình rất hiệu quả để tránh được những trận ăn vạ không đáng có. Bước 1. Đồng cảm. Nêu lên cảm nhận mà bạn nghĩ là con đang cảm thấy, chẳng hạn như là giận, buồn, thất vọng, vân vân. Đây là bước rất hay bị bỏ qua. Có thể bạn không gọi đúng được cảm xúc của con, và con cũng chưa đủ vốn từ để diễn đạt cho bạn biết chính xác là con cảm thấy gì. Nhưng con chắc chắn nhận biết được rằng con được đồng cảm. Chỉ vậy thôi cũng đủ để nước mắt của con đang trực chờ chỗ khóe mắt lại được chảy ngược vào trong rồi. Đừng cố gắng gạt đi cảm xúc của con, đánh lạc hướng bằng việc khác chỉ vì cho rằng đồng cảm với con sẽ càng khiến con thấy tệ hại hơn, cũng như ăn vạ nhiều hơn nhé. Hoàn toàn ngược lại đấy ạ. Và cũng đừng e ngại nói những tính từ mới có vẻ phức tạp với con. Có thể con chưa hiểu thật, nhưng nếu tất cả mọi cảm xúc của bé đều được gọi bằng một từ là buồn, thì theo quan điểm của mình là sẽ không diễn tả đúng. Bé nhà mình đôi khi mình sẽ dùng những từ ngữ như là thất vọng, háo hức, ngượng ngùng, khó hiểu, vân vân. Nếu con không hiểu ngay thì con sẽ đần cái mặt ra và hỏi lại là ra. Thì lúc đó mình sẽ nhắc lại câu đó 1-2 lần nữa, hoặc là diễn giải theo một cách khác đi một chút, thì con liền gật đầu vâng dạ đồng ý. Có thể lúc đó con cũng chưa hiểu đâu, nhưng mà do bà bô sốt sắng đồng cảm với con quá nên là nó cứ gật đầu cho xong. Nhưng mình nghĩ rằng qua ngữ cảnh thì con cũng hiểu được đến 80% ý nghĩa của từ đó. Đó là cách mà bản thân mình cho rằng giúp con phong phú hơn vốn từ vựng của con. Bước 2, mình sẽ nêu lên lý do hoặc tình hình thực tế hiện tại. Bước 3 là đợi con đưa ra giải pháp với những bé lớn, hoặc là gợi ý bằng 1-2 lựa chọn, chỉ tối đa 2 lựa chọn thôi nhé, không nên nhiều hơn vì sẽ khiến bé khó chọn đấy. Bước 4 là thể hiện sự đồng lòng, quyết tâm, giơ tay, giơ chân, giơ mông, ôm nhau, vân vân. Ví dụ 1, bố mẹ hứa cho con đi chơi, chuẩn bị đi thì trời mưa. Ôi, trời mưa mất rồi, chắc là mình sẽ không đi chơi được đâu. Mẹ sẽ tỏ vẻ mặt buồn và nói như vậy. Lúc này con có thể sẽ... Thì mình có thể ôm con vào lòng và nói: bố mẹ biết là con đang rất háo hức được đi vườn bách thú. Ra vườn bách thú sẽ có con hổ này, con khỉ này, con công này. Bao nhiêu là con vật thú vị. Rồi mình còn được chạy chơi vui vẻ này. Vui ơi là vui nhỉ. Lần trước đi vườn bách thú con còn được đi đu quay, nên con rất háo hức mong chờ được đi chơi đúng không? Vâng. Bây giờ trời mưa nên mình cực kỳ thất vọng. Bao nhiêu mong chờ của mình được gặp các bạn thú mà bây giờ lại không thể đi được nữa đúng không con? Vâng. Bố mẹ cũng rất thất vọng vì không được đi chơi vườn bách thú với con. Cả nhà được đi chơi cùng nhau, bố mẹ cũng thấy rất hào hứng. Bây giờ trời mưa khiến chúng mình không đi được, làm bố mẹ rất là hụt hẫng. Vâng. Ước gì bây giờ trời tạnh mưa để mình có thể đến vườn thú ngay lập tức nhở? Vâng ạ. Chúng mình sẽ đợi một chút. Nếu trời tạnh mưa thì mình sẽ đi ngay khi trời tạnh, còn nếu không thì mình sẽ đi vào ngày mai nhé. Trong lúc đợi trời tạnh mưa, chúng mình hãy đọc một cuốn sách mà con thích, hay là chơi xếp hình được không? Con chọn gì nào?
con sẽ đưa ra lựa chọn của mình và bố mẹ với con sẽ ôm nhau để đồng ý rồi high five hay dê chân dê tay gì đó tùy nhá. Ví dụ 2, 3 và 7 khá là tương đồng với những ví dụ khác. Và mình sợ mình lại nhảy nhiều quá thì bố mẹ lại chán. Nên mình chuyển qua ví dụ 4 luôn nhá. Nếu bố mẹ không thấy chán thì hãy comment để mình biết. Và mình sẽ điều chỉnh ở những video sau nhé. Ví dụ 4. Con đòi mặc quần áo cộc trong khi trời rất lạnh và mưa. Con thích mặc bộ có con thỏ xinh xinh màu xanh này đúng không? Bộ có con thỏ này đẹp nhở. Con thỏ yêu ơi là yêu. Màu xanh đẹp ơi là đẹp. Giờ mình mặc thử bộ thỏ này đi ra ban công xem có nên mặc bộ thỏ đi học không nhá. Đi ra ban công. Con thấy có lạnh không? Con không. À, con không thấy lạnh dù gió thổi vù vù và mưa đúng không? Để mẹ xem nào. Mẹ thấy lạnh quá này. Tay mẹ lạnh cóng rồi này. Mẹ sờ thử tay con xem nào. Ôi lạnh quá lạnh quá. Bàn tay của con lạnh quá này. Con sờ thử xem tay có lạnh không? Có ạ. Mình nên làm gì để bàn tay đỡ lạnh nhở? Cả cánh tay cũng lạnh luôn này. Ôi lạnh quá. Mình đeo găng tay. Ừ đúng rồi. Đeo găng tay có thể giúp bàn tay của con ấm hơn. Còn cánh tay thì sao nhở? Mình có nên mặc áo dài tay để giúp cánh tay đỡ lạnh không? Có ạ. Vậy giờ con muốn mặc một bộ dài tay màu xanh hay mặc bộ thỏ ở trong và bộ màu xanh ở ngoài? Con sẽ đưa ra lựa chọn của mình. Sau đó hai mẹ con ôm nhau vì đã chọn được bộ quần áo phù hợp rồi chuẩn bị đi học. Ví dụ 5. Con nhìn thấy ảnh này của vợ chồng mình và chốt một câu là bố bóp cổ mẹ. Vợ chồng mình không nhịn được cười, thế là con dỗi, phụng phịu. Có thể việc con chỉ dỗi hay phụng phịu chưa đến mức ăn vạ, đôi khi khiến bố mẹ bỏ qua cảm xúc của con. Nhưng vài cảm xúc tiêu cực đến trong cùng một khoảng thời gian có thể khiến bé khóc một trận đã đời mà bố mẹ không thể hiểu chính xác nguyên nhân. Hồi bé mình như thế suốt, thỉnh thoảng dỗi bố mẹ từ sáng mà đến chiều gặp mấy chuyện nữa thì mới khóc. Bố mẹ không hiểu tại sao nên để mình khóc chán, bố mẹ không dỗ, thế là tự nín. Xong mình nghĩ thấy nhục nhục, thế là lại dặn ra khóc tiếp, đến tận tối mệt quá mới thôi. Trong trường hợp này, mình cũng không hiểu chính xác từ bóp cổ của con ở đây mang nghĩa bạo lực hay là bóp cổ cho mẹ đỡ mỏi. Có lẽ là cho đỡ mỏi, vì theo những gì mình hiểu về con thì con chưa biết ý nghĩa của cái từ bạo lực kia. Mặc dù vợ chồng mình cười là vì tưởng con nói theo nghĩa một. Can tội là vợ chồng mình không biết cách tạo dáng chụp ảnh nữa. Mình cũng không hiểu chính xác con khóc vì khó hiểu tại sao bố mẹ cười hay vì con cảm thấy ngượng do vợ chồng mình cười nhận xét ngây ngô của con. Mình đành bảo là con thấy bố đè tay lên cổ mẹ giống như đang bóp cổ đúng không? Nhìn giống nhở? Con gật đầu và đồng ý. Nhưng thật ra là bố đang ôm cổ mẹ đấy. Bố vòng tay qua cổ mẹ giống như bóp cổ ấy nhở? Con tỏ vẻ đồng ý. Bố mẹ cười vì thấy con nhận xét dễ thương thôi. Vậy là con không tỏ vẻ gì khó chịu nữa và trở lại vui vẻ nhí nhố như trước đó. Ví dụ 6. Hôm nay con đòi ăn táo đỏ từ chiều. Mẹ bảo là ăn cơm xong thì ăn táo đỏ. Con đồng ý. Đến tối đánh răng tắm rửa chuẩn bị đi ngủ rồi, con chợt nhớ ra và nhất định đòi ăn. Ô, mẹ ơi, quên ăn táo đỏ rồi. Ôi, mẹ con mình quên mất con ăn táo đỏ sau khi ăn cơm nhỉ. Ôi, thèm quá đi. Con đã chờ cả buổi chiều để được ăn táo đỏ đúng không con? Táo đỏ ngon ơi là ngon, ngọt nữa chứ. Thèm ơi là thèm nhỉ. Ước gì mình chưa đánh răng để có thể ăn táo đỏ ngay bây giờ nhỉ. Con bảo là mẹ cho con cầm. Con mong chờ được ăn táo quá nên muốn cầm cho đỡ sốt ruột đúng không? Nhưng mà vì táo không có giấy gói ni lông nên nếu mình cầm táo đi ngủ thì có thể kiến sẽ đến và ăn táo, lại còn đốt còn đau nữa đấy. Kiến không ăn táo. Con rất thích ăn táo đúng không? Táo ngọt ngon ơi là ngon, nên là vi khuẩn này, kiến này, chuột này cũng đều rất thích táo đỏ đấy. Con có quyển sách nói về vi khuẩn, trong sách có nội dung là cứ thấy món nào ngon, tử sẽ có mặt liền. Nên mình thường hay đưa nội dung quyển sách này ra để giải thích các vấn đề liên quan cho con. Chuột không ăn, kiến không ăn, vi khuẩn không ăn. Mẹ biết là con rất muốn cầm táo đi ngủ vì con thèm quá. Nhưng nếu lúc con đi ngủ mà kiến này, vi khuẩn này đến ăn táo của con thì con sẽ không có táo để ăn đâu. Bọn nó thích ăn táo y như con vậy. Cứ thấy món nào ngon, tớ sẽ có mặt liền. Thế là con lúc này đã có vẻ xuôi xuôi và cái mặt hiện lên chữ sợ mất ăn. Mình liền nói là mẹ hứa sáng mai ngủ dậy mẹ sẽ cho con một quả táo đỏ thay cho quả tối nay con chưa được ăn nhá. Vậy là con vui vẻ đồng ý. Hai mẹ con lại ôm nhau yeah yeah vui vẻ.
Thôi video này dài rồi, chắc là mình dừng ở đây thôi, kẻo dựng video lại bại cả tay luôn ý chứ. Quy trình giao tiếp này không chỉ hiệu quả với trẻ nhỏ chưa biết nói hay là những bé có khả năng diễn đạt ngôn ngữ chưa hoàn thiện, mà còn đối với những bạn học cấp 1, cấp 2 hay là giờ giờ ương ương như mấy bạn cấp 3 nữa đấy. Không tin bố mẹ cứ dùng thử mà xem. Hẹn gặp lại bố mẹ vào tuần sau với thật nhiều những nội dung thú vị nhé.